Có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ, làng em bên lờ, làng anh ở bên bồi. Mỗi ngày em qua bên này sông đi học, dưới bên con đò chờ trong bóng mù. Em nhớ cóc anh biết gì không? Cóc á là anh nhớ giật cô hồn. Giật cô hồn á. Bà Cẩm Ly giật luôn á hả? Giật luôn. Coi như là chị Ly là cũng hù vô cho con, chị em hù vô cho con em. Hồi nãy nói thầy Bạch Long dạy vũ đạo đánh em quá trời luôn. Không có. Em nói thầy dễ thương nè. Trời ơi cưng muốn chết luôn, đánh cái gì? Thầy dễ thương. Cưng lắm hả? Ừ. Chào đón quý vị đến với chương trình du hành ký ức. Thưa quý vị, bây giờ thì Quỳnh Linh đang ở mặt tiền của một ngôi nhà. Chắc chắn rằng các ngôi sao ca nhạc nhìn cái bảng này thôi, họ sẽ biết nơi đây là nơi đâu quý vị. Đây là hãng thu Kim Lợi ha. Thì Quỳnh Linh sẽ hẹn một ngôi sao ca nhạc ở tại vị trí này. Mời quý vị theo dõi câu chuyện ngày hôm nay với chương trình du hành ký ức nha quý vị nha. Ca sĩ Hà Phương sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, là con gái thứ trong gia đình có ba chị em đều là ca sĩ nổi tiếng, chị gái Cẩm Ly, em gái Minh Tuyết. Thế nhưng Hà Phương lại là người đi hát đầu tiên. Trong khi Cẩm Ly và Minh Tuyết theo đuổi dòng nhạc trẻ, thì Hà Phương lại trung thành với dòng nhạc quê hương. Năm 1991, Hà Phương tham gia cuộc thi tiếng hát truyền hình và lọt vào top 10. Từ đây, các hãng băng đĩa bắt đầu chú ý đến giọng ca ngọt ngào truyền cảm này. Thập niên 90, tên tuổi của Hà Phương nổi lên nhờ chương trình Mưa Bụi và Tình Xuân với những ca khúc được nhiều khán giả yêu mến như Nhớ Em Lý Bông Mai, Sông Quê, Mấy Nhịp Cầu Tre. Vào những năm 2000, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Hà Phương quyết định sang Mỹ định cư và lập gia đình tại đây. Sau nhiều năm vắng bóng, cái tên Hà Phương vẫn là giọng ca được nhiều khán giả tìm kiếm. Hãy cùng du hành ký ức trở lại thập niên 90, những năm tháng làm nên tên tuổi ca sĩ Hà Phương. Hô! Anh Linh! Chào Hà Phương! Chào anh khỏe! Trời, anh xin lỗi em tới sớm quá. Nghe nói nhắc nhớ kỷ niệm là tới sớm hả? Dạ đúng rồi, rất là hồi hộp, rất là nôn nao, là nôn nao đúng không? Mà, dạ. Chương trình du hành ký ức cũng gửi tặng Hà Phương một bông hoa. Dạ em cảm ơn anh và cảm ơn chương trình du hành ký ức rất là nhiều. Chúc cho Hà Phương càng ngày càng đẹp. Dạ em cảm ơn. Trời ơi, kêu cà phê sẵn luôn cho anh đó hả? Dạ đúng rồi, nghe nói là anh thích uống cà phê lắm phải không? Hồi nãy thật ra Linh bước vào đầu hẻm á. Dạ. Linh cũng đã nôn nao về ký ức ngày xưa rồi. Dạ. Ngày xưa Linh từng đứng ở nơi đây lén nhìn những ngôi sao ca nhạc. Ý hả? Trong đó có Hà Phương, Cẩm Ly, rồi Đan Trường, Lam Trường, rồi Phương Thanh, rồi rất là nhiều luôn. Dạ, đúng rồi. Dạ. Bởi vì hãng thu Kim Lợi này là một trong những cái nơi tạo nên quá nhiều tên tuổi. Dạ. Em còn nhớ ai nữa không Hà Phương? Anh Đình Văn, Ngọc Sơn, Ngọc Hải, chị Tài Linh, Trần Sang, Thùy Trang, Hà Phương, Yến Khoa, Mai Tuấn, vân vân, là cái thời Mưa Bụi. Mưa Bụi, Mưa Bụi. Rồi trời anh Thanh Long, chị Hồng Vân, Minh Thuận, Nhật Hào. Vui nhất là mỗi lần đi quay Top Ca, Top Ca Bài Xuân á, giống như chơi đá gà rồi thôi, trời vui lắm. Hà Phương có nhớ là cái bài hát nào đầu tiên mà Hà Phương thu ở Kim Lợi không? Có lẽ là hình như là có bài Sông Quê, hát chung với anh Đình Văn á. Bây giờ em hát một đoạn lại Sông Quê nữa. Có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ, làng em bên lờ, làng anh ở bên bồi. Mỗi ngày em qua bên này sông đi học, dưới bên con đò chờ trong bóng mù. Thưa quý vị, giọng hát ấy nó xen lẫn tiếng xe máy, xen lẫn cái bụi của đường phố, xen lẫn những cái tạp âm của một cái khu phố, nhưng nó vẫn ngọt ngào.
nó vẫn đậm đà như sông quê đó quý vị. Và khi Hà Phương hát tới đó thì chắc chắn rất nhiều cái ký ức nó trở về với Hà Phương. Dạ đúng, đúng rồi, à, lúc mà em hát là em nhớ lại những cái cảnh khi mà mình đi quay á. Hà Phương bắt đầu đi hát bao nhiêu tuổi? Hồi nhỏ thì em cũng đã tham gia rồi, nhưng mà nếu mà chính thức đi hát thì em nghĩ là sau năm 1991, sau khi thi tiếng hát truyền hình, em thì đậu trong top 10. Sau đó là em được các đài truyền hình mời quay trên đài truyền hình, rồi xong sau đó là các hãng băng đĩa, là chính thức đi hát ra các tụ điểm. Hồi đó mà cái đĩa Hà Phương mà đĩa lậu á, bán quá trời đất, mấy ông đẩy xe đó, 7.000 đĩa, 15.000 hai đĩa đó, rồi mua về nghe được bữa hai bữa cái nó rẹt, nó hư cái đĩa luôn. Mà nghe đi nghe lại ha. Dạ. Sau đó thì á, bắt đầu mình đi thu liên tục những cái bài, những cái dự án như Mưa Bụi. Dạ. Mà xưa Mưa Bụi dữ dội quá ha. Mưa Bụi kỳ đó là dễ sợ luôn á. Quá trời luôn. Mà anh biết ở bên hải ngoại đó, là nhất là ở bên Mỹ, trời, người ta chuộng khi mà Mưa Bụi phát hành nhiều lắm thì là ở bên Mỹ họ mới về họ đặt hàng á. Bây giờ mà em nhìn lên YouTube em nói trời ơi, tính ra mình quay cũng nhiều quá, mà mỗi lần em coi lại giống như là cái ký ức nó gợi về, nó vui vui sao á. Không biết tại sao đặt Mưa Bụi, đúng rồi, phải đặt là Mưa Bão. Bởi vì nó dữ dội quá, lan tỏa cực kỳ nhanh luôn. Dạ, nó như một cơn anh, bão vậy đúng đó. Rồi anh, dạ, đúng không? Dễ sợ lắm. Lúc đó là từ con nít tới người lớn, tất cả những cái bài hát từ Mưa Bụi ra là dạ, nó nổi tiếng dần 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 luôn. Trong đó em hát bài gì Hà Phương? Em hát nhiều lắm. Em hát dân ca Ba Miền, Huế xưa, Sông Quê 1, Sông Quê 2, Liên Khúc Xuân 1, Liên Khúc Xuân 2, Thương Anh Mắt Đợi Mắt Chờ, rồi Cải Lương, Lưu Bình Dương Lễ, rồi Chiếc Xuồng, nó nhiều lắm. Bây giờ hay nè, ở trong cái ngôi nhà này, dạ, cái nôi của những ngôi sao ca nhạc này phải gọi là như vậy, chắc cũng còn một cái dấu tích nào đó của Mưa Bụi. Bây giờ anh em mình xin chủ nhà vào ngắm xưa còn cái gì hay không? Mình hy vọng còn ha anh ha. Rồi, chào anh trai. Cho anh tham quan chút nha em. Dạ, cảm ơn anh trai nhiều. Ngày xưa là nghệ sĩ ở đây. Dạ, với lại đĩa nhạc á. Ở đây vậy? Đĩa nhạc ở đây á hả? Băng nhạc, dạ. Băng nhạc là để trên tủ đây hết luôn. Rồi sau đó mình vô đây mình thu. Wow, mấy cây đàn. Mấy cái đàn này thì chắc hồi xưa chắc cũng dùng để đàn cho Hà Phương gọi là hát một bài chắc nào đó. Chắc bài Cá Cổ. Cá Cổ hả? Em có nhớ bài nào xưa em thu ở đây không? Liên quan tới mấy cây đàn kèm nè. Cây đàn. Trong Mưa Bụi hả anh? Hả? Mưa Bụi để em nhớ coi. Đúng rồi, em hát với lại anh Trí Thanh bài Cái Lương Lưu Bình Dương Lễ. Bây giờ em coi anh như Chế Thanh đi. Anh là chế gì đó không biết. Chế Thanh, Chế Linh. Chế Linh. Chế Linh. Bây giờ hát hả? Để em nhớ coi. Cái hát giờ bỏ qua cho em. Hát rồi nhắc nhớ thôi, hôm nay không rồi. Có thu gì hết. Em sẽ hát một cái câu giọng cổ của Lưu Bình Dương Lễ ha. Cái câu chuyện Lưu Bình Dương Lễ chắc ai cũng biết rồi. Nổi tiếng quá. Dạ. Châu Long đúng không? Xin Dương huynh tha lỗi Châu Long, bởi tiểu muội dấu che sự thật, chẳng muốn anh đắm chìm trong hố sâu thủy lạ, nên em phải thay chồng giúp bạn lập công không thẹn kiếp râu mày. Lấy cái đàn này. Thôi, một chút đó chúng ta có thể nhắc nhớ. Bước vào đây thôi chúng ta thấy một cái sinh khí của những ngôi sao ca nhạc, một cái thời hoàng kim của âm nhạc. Bây giờ thì ngôi nhà này người khác mua rồi quý vị. Ngày xưa trước khi mà đi hát đó thì Phương có nhớ những cái kỷ niệm nào của mình không? Em có thích ra trung tâm thành phố hay là em... Đúng rồi, đi... cái hồ con rùa. Hồ con rùa em hả? Em thích hồ con rùa. Xong mình ngồi đó mình uống nước. Với lại ở ngay trên đường Nguyễn Huệ nó có bán khô mực á. Khô mực như khô cá đuối. Đúng rồi. Anh biết không, hôm bữa đó là lúc mà chạy ngang qua ngay chỗ mà bùng binh cái gì... Hồ con rùa hả? Không phải hồ con rùa. Nguyễn Huệ hả? Đúng. Xong rồi cái hồi họ có bán cái xe mà khô mực á, mà em cứ nói cậu còn nhớ nha, còn tới cậu mua con nó cái khô mực mà người ta cán nhuyễn ra cho con nha. Tức là nó dày quá mình cho nó mềm. Đúng rồi, có cái mái đó, cán ở đó với khô cá đuối á. Đúng rồi. Phải ăn đó. Bây giờ hai anh em mình đi vòng đó đi. Em thấy cái bùng binh ngay chỗ gần trống đồng
Bụng Bình nó có bán mấy cái xe khu mực á. Trống đồng. Trống đồng là ngay Nguyễn Du với lại Cách Mạng 8 đúng không? Đúng, đúng. Em là hay hát ở đó đúng không? Đúng. Thôi, anh nghĩ rằng mình tới Trống đồng đi. Nơi đó cũng là nơi tập kỷ niệm của em. Kỷ niệm của hàng trăm ngôi sao ca nhạc ở đó. Đúng rồi ạ. Đúng không? Dạ. Tới Trống đồng. Ok. Ok, một năm. Bao nhiêu lâu chưa đi xe máy? Ờ, 20 mấy năm rồi đó anh. 20 mấy năm rồi đó hả? Dạ. Bây giờ đi lại thấy sao? Em cũng hơi run run, tại vì nếu hồi đó em bị tai nạn đó. À. Dạ. Tức là trong lúc chạy xô bị té hả? Dạ. Rồi được rồi. Dạ. Em bị gãy tay nặng lắm. À, gãy tay nặng luôn. Yên tâm đi, anh chạy em sao đâu, té hoài à. Trời ơi, chết em. Trời ơi, anh có biết cái tay em hồi kỳ đóng 16 con ốc ở trong đây á. Trời đất ơi. Với hai cái nẹp sắt á. À, dữ vậy đó hả? Dạ. Thôi kệ, lâu 20 mấy năm mình tìm cảm giác lại đi xe máy thế nào ở đường phố Sài Gòn. Đây là một trong những tụ điểm ngày xưa em từng hát nè. Lan Anh. Đúng rồi, sân khấu Lan Anh. Dạ. À. Ngày xưa em chạy xô nè. Dạ. Từ Trống đồng nè, qua 126 nè, qua Lan Anh nè, qua nhà hát Hòa Bình nè. Ao đàn nữa anh. Ao đàn, sân khấu quận 10. Là chạy xô bằng xe máy không chứ gì đúng không? Dạ đúng rồi anh. Bây giờ mà coi như mình chạy xô đi mà mình chạy chậm đi. Hồi xưa là anh biết mỗi lần mà lễ á, rồi thường lễ là chạy xô mà trên 10 xô. Mà anh biết lúc đó là ba em á là bạn là mình phải đi vô đường thẳng chứ không đi ra ngoài là bị kẹt xe. Đúng rồi, đây sân khấu nổi tiếng của em hát 126. Đúng rồi. Bây giờ hết rồi ha. Bây giờ hết rồi. Ngày xưa đây là sân khấu 126 rất là nổi tiếng. Bây giờ là nó không còn nữa. Còn hồi xưa đông vui luôn. Xếp hàng mua vé đây là đi vô nè. Mua vé lâu lắm mới được coi Hà Phương hát đó chứ mà giỡn đâu. Thôi anh. Bây giờ qua mà Trống đồng đi. Đừng lo lắng. Hơi rung chút thôi. Coi như bây giờ anh chở em chạy xô từ sân khấu 126 qua Trống đồng. Rồi đúng rồi đó. Hồi xưa vui lắm mọi người ơi. Hồi xưa đông khán giả đây nè. Đến đây thì Hà Phương sẽ nhớ rất nhiều cái kỷ niệm đúng không? Em nhớ có một em khán giả đi. Mà bây giờ em rất là muốn tìm cái người khán giả đó. Tại vì cứ mỗi lần mà em hát em tới á thì cái em đó đó cứ giấu thôi ở sau lưng vậy nè. Cái đưa em bịt cóc, bịt ỏi mỗi ngày vậy đó. Ngày xưa khán giả chân tình quá lắm, dạ. Tới thằng nghệ sĩ bịt cóc, bịt ổi. Bây giờ thử mình xin vô cái sân khấu thử coi họ cho vô không nha. Nơi đây là nơi mà các nghệ sĩ tập trung xong rồi hát rồi lãnh lương đây nè. Tất cả các nghệ sĩ trước khi lên sân khấu đều thắp nhang cho tổ và khấn tổ cho một buổi biểu diễn tốt đẹp nhất. Và khi anh em khấn tổ xong, anh em sẽ đi từ cánh gà đây, đứng chờ sẵn ở đây nè. Đúng rồi anh. Không? Đúng rồi. Cái lúc mà em hát với anh Văn, anh Văn ngay trước em đứng trong đây em hát. Ví dụ giống như là có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ. Là ở ngoài đó. Làng anh bên lỡ làng em ở bên bồi. Mỗi ngày em qua. Là ở dưới. Ủa sao không thấy, không thấy ca sĩ đâu mà tiếng ở đâu vậy, tiếng ở đâu người ta đứng lên đứng xuống đó lưng xương đồ bắt đầu em mới đi ra. Cái rồi bây giờ mình ra sân khấu nè, ra sân khấu nè, đó đi ra sân khấu. Wow. Hay à. Đây, ở đây là băng nhạc. Anh nhớ có hồi anh hát bài à. Tôi đưa em sang sông đây nè. Tôi đưa em sang sông. Chiều xưa mưa rơi âm thầm, lệ thấm ướt chiếc áo xanh và đẫm ướt mái tóc em. Hãy lên. Nếu rớt cái bẹp micro xuống. Rồi khỏi hát luôn. Tức là sung quá thấy khán giả chứ mà. Dạ. Phải nói sân khấu Trống đồng này là một trong những cái nơi mà nó nhắc nhớ rất nhiều ký ức của rất nhiều nghệ sĩ luôn. Đúng rồi anh. Mà có bữa đang hát trời mưa ầm ầm xuống hát luôn. Khán giả vẫn đội áo mưa ngồi. Đúng rồi. Ngồi xem. Ngày xưa mình được ngồi ghế này là ghế VIP nè. Và bây giờ chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ngôi sao ca nhạc Hà Phương. Trời ơi. Hà Phương xin trân trọng kính chào quý khán giả, lời chào trân trọng nhất. Và bài hát đầu tiên Hà Phương xin kính gửi đến quý khán thính giả một bài hát được mang tên Không bao giờ quên anh. Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh. Ngày nào mới quen nhau
vì chung hướng đời mình trót trao nhau nụ cười. Tình mình này chết như lá úa thu rơi, đường trần mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình. Tuy đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ quên anh. Biết cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại nha, tối mai Hà Phương sẽ biểu diễn đây nữa. Hẹn gặp lại nha. Rồi, ngày mai hẹn gặp lại quý vị. Vô lãnh lương em. Đúng, hát xong rồi vô lãnh lương. Hôm nay Quỳnh Linh đưa Hà Phương đến một cái nơi rất là nhiều cái ký ức, một cái quán rất là nhẹ nhàng. Đây có những cái loại bánh mà bánh lỗ tai heo, đúng rồi, bánh men, đúng rồi. Ôi ôi đó, những cái bánh mấy cái bánh này em khoái ăn, phải đúng không? À, em cho anh một buổi cơm nhẹ nhàng thôi. À, rau muống xào, muối quẹt, dạ, canh chua cá kho tộ, dạ. Ha, dạ. Này, mời Hà Phương vào đây. Hơi bị ngon á. À, trước khi Quỳ Linh mời Hà Phương ăn buổi cơm quê đó, dạ, thì mình sẽ ăn những cái món ký ức một thời của học sinh. Em nhớ gì không? Siro đá bào. Đúng rồi, đâu thử miếng coi. U lắm rồi em mới ăn lại cái này. Đá. Mà ăn cái đá đó anh ơi, nó mới ngon. Siro bạc hà. Dạ. À, công nhận nha. Sau đó cái mình ăn cái bánh men, bánh lỗ tai heo. Chưa Hà Phương có từng ăn này không? Có chứ, em thích muốn chết luôn á. Ở bên Mỹ mà nếu mà tìm được cái chỗ siêu thị Việt Nam mà có bánh men lại mua liền em ăn. Ngày xưa ba má mà cho mấy trăm á, giấu mua này nè, để dành ăn mua này, bỏ túi vô mời bạn gái ăn. Hai mươi mấy năm ở cái môi trường nước ngoài đó Hà Phương. Dạ. Bây giờ về được đi xe máy, Hà Phương cảm giác thế nào? Khi mà em đi vậy, em giống như cái ký ức của em nó lại trở về. Em rất là vui, tuy nhiên cũng hơi sợ. Nhưng mà em cũng rất là vui. Oh my god, bánh in. Trời ơi, mía nó kìa. Này ta gọi là cốc ổi mía ghim. Em nhớ cốc, anh biết gì không? Cốc á, là anh nhớ giật cô hồn. Giật cô hồn á. Hồi đó lúc em còn nhỏ là ở chung cư, anh biết có cái cửa sổ á, để trong cửa sổ kẹp cốc. Trời ơi, nó lúc đó là nó bể ra, nó bắt đầu ăn. Trời, nó ngon ơi là ngon luôn. Thật ra nói chung mấy cái món ăn này ngày xưa ta cúng á, dạ, ta để bánh men nè, bánh tổ theo nè, bánh in nè. Đúng rồi anh. Cốc ổi mía ghim ta bày ra, chưa kịp đốt có người mới như vậy nè, mới vậy là chưa cái lần ta giật hết trơn rồi. Trời vui ơi là vui mà chú chị không nhận có ai đi giật cô hồn lần nào không? Thông báo cho tôi biết đi. Em nghĩ là hầu như cũng giật cô hồn. Anh biết không, em có hai đứa con em á, mà cứ mỗi năm á, mà hè em về á, bên mẹ em á, gia đình em tổ chức là giật cô hồn để cho mấy bé để nhớ lại phong tục với nhiều những cái lễ của Việt Nam, là xúm nhau nè, gia đình chị Ly, gia đình em, rồi gia đình bên ông anh em, rồi mấy đứa cháu, rồi mấy bà vú nữa. Trời ơi, giật đó. Bà Cẩm Ly giật luôn hả? Giật luôn. Coi như là chị Ly là cũng hùi cho con chị em, hùi cho con em. Khi mà xong rồi đó, cái con gái út của em á, again, nó rồi nó đòi giật cổ hồn thêm lần nữa. Nó thích quá đi, xong cái là mẹ em phải đi ra mua làm giật thêm lần nữa. À, Hà Phương, tại sao em lại đi hát mà không phải đi một cái ngành nghề nào khác? Lúc em mới lớn em cũng nhí nhảnh, cũng xí xọn lắm. Cái thời mà mình coi phim á anh, rồi người ta nói là con gái là công dung ngôn hạnh, cầm kỳ thi họa này nọ, xong cũng mê, cũng đi học hát, cũng đi học làm bánh, học máy, rồi cái cũng đi cắm hoa, rồi học đàn. Nhưng mà đàn thì em không có đánh được, là tại vì lúc cái tay em bị gãy á, cái em bấm cái ở bên tay trái á, nó không có xuống được, là em đàn guitar nó không có nghe, nó bị lép. Gia đình của em gọi là nguyên một cả gia đình rất là đam mê nghệ thuật, rất là thích hát, thậm chí hát cái lương cũng có nữa, hát ca nhạc với hát cái lương, đóng kịch đủ hết. À, đi hát trước em, mà em hát trước có mấy tháng thôi à. À, rồi xong tới dạ. Cẩm Ly hát xong luôn. Rồi đến chị Ly với Tuyết hát chung. Đáng lẽ là chị Ly cũng đi ra cùng với em, nhưng mà em kể vui lắm. Cái lúc mà em đi học nhạc á, thì chị Ly đi với em,
thì cứ tự nhiên anh biết học nhạc thì ra thì thầy phải nói mi mi ma ma mu mu vậy đó. Xong chị Ly, trời gì ghê vậy, thôi đi về. Mà chị Ly chị rất là mê hát, mà bây giờ chị chỉ sợ chị không có dám, chị mắc cỡ, chị ngại, mê hát quá, mà bây giờ làm sao đây, không biết làm sao nữa, mà phải đi học mình mới hát đúng kỹ thuật được. Thì hình như ở nhà hát Hòa Bình á hay nhà văn hóa quận 10 vậy đó, tổ chức cái cuộc thi song ca, thì bắt đầu chị Tư với Tuyết mới đi hát rồi mới đậu giải đó, là bắt đầu cái chị Tư mới hát chung với Tuyết. Ở trong nhà thì chị Cẩm Ly nè, Minh Tuyết nè, Hà Phương nè, ai là dữ nhất á? Nếu mà nói về mà lanh lợi mà lúc mà đi ra ngoài á là Tuyết, nó út nhưng mà nó rất là lanh lợi, còn hồi đó em thì nhát nhát, chị Ly cũng nhát nhát, cho nên là Tuyết út, nhưng mà lúc nào cũng ra là nói chuyện với những người bầu xô hay là Tuyết đại diện ra nói, đúng, đại diện ra nói. Dạ, còn lãnh nếu lương mà là em lãnh không lãnh lương em cả nghe. Tuyết tức dữ lắm là tại vì á em á thì đi ra ngoài thì cứ hơi nhát nhát, cho nên là nhiều khi mấy bầu xô cũng thấy chắc có thể lại thấy tội tội hay sao á, cho nên là em nhớ cái lúc mà em hát ở bên Mỹ thì bầu xô lúc nào cũng trả tiền mặt cho em hết, nhưng mà Tuyết thì nhiều khi lãnh check, mà nhiều khi bị check lủng. Ôi check lủng là sao? Check lủng là check không có tiền á anh. Vậy đó hả? Ký không có tiền đó, cho nên là Tuyết tức lắm. Trời ơi, cái bà này nè, thiệt tình á, sao mà có hên lắm, đi đâu hả cũng được là người ta ưu đãi, vì hả tiền cũng lãnh tiền bạc của mình. Em có nhớ gì cái tivi ngày xưa nè không Hà Phương? Tivi này là tivi trắng đen hả anh? Ừ. Nó làm cho em nhớ lại là tại vì hồi nhỏ đó, lúc 5 tuổi á, khi lớn thì mỗi lần ăn cơm thì ba hay ngồi kể chuyện là hồi nhỏ là em bị bệnh, cho nên là nhà phải như gọi là tán gia bại sản vậy em đó. Lúc mà em bị bệnh xong rồi cái gia đình em thì bán hết, coi như bán hết tài sản. Lúc đó đó là bác sĩ cũng có nói là thôi bây giờ cho bé về đi, cho nó về nó ăn uống là đợi tới ngày mất á. Thì ba em thì phải quyết chí để mà cứu em, thì cũng đi mượn tiền, tới ngày trả tiền thì không có tiền. Thì lúc đó là em nhớ là mấy anh chị em á, là chỉ có một cái tivi, nhà em thì mê nghệ thuật rồi, chỉ có một tivi trắng đen thôi, thì họ tới họ lấy cái tivi đó. Cho nên là nhắc tới cái này thì em rất là xúc động, là tại vì giống như là vì em mà gia đình mới là như vậy. Bà kể lúc đó hả là người ta lấy không còn cái gì hết á. Em nhớ là em chạy lên cái góc cầu thang á, là tự động là em cứ suy nghĩ là nếu mà sau này mà trời bà có thương con á, mà cho con có tiền á, con hứa là con sẽ giúp đỡ cho mọi người. Cho nên là bây giờ anh thấy là cái đó là cái động lực mà em là luôn luôn làm từ thiện là như vậy đó. Bữa nào em đi tìm một cái tivi y chang như thế luôn, em mua về cho ba. Đúng rồi đó. Đúng không? Ý kiến hay vậy. Một kỷ niệm. Cái khi mà em hết bệnh á, lúc đó chữa được á, thì ba em ăn chay một tháng. Mẹ nói là rất là ngạc nhiên, nhưng mà ba âm thầm, ba cầu nguyện, rồi ba xin. Thì lúc đó em được hết bệnh. Tại từ bác sĩ kêu đem về rồi. Em nhớ lúc mà em đi về á, là gia đình em cứ tập em đi trong một cái ô nè anh. Tại cái chân em nít đi chẳng hạn vậy nè. Cho nên là cứ tập đi trong cái ô, em cứ té. Mà anh biết không, mãi tới bây giờ nha, em đi á, em không biết sao em cứ hay bị đá đồ. Mà em thấy rõ ràng, mà sao em đi hồi em bị đá đồ. Xong bây giờ mới suy nghĩ ra, thì ra là tại vì cái chân của em nó hơi chích qua một bên. Là nó gọi, đó đúng. Dạ đúng rồi, nhà em gọi em là cọng bún thiêu. Là tại vì á, là cứ bệnh hoài, cho nên là ở nhà Tuyết là út chứ mà đâu được cưng bằng em, tại vì em bị bệnh hoài, cho nên là nhà thương cứ kiểu không có cho làm á, đi ra ngoài lúc nào cũng đi với ba mẹ hay là người thân trong gia đình. Rồi bây giờ thì Quỳnh Linh mời Hà Phương sẽ ăn bữa cơm giống như nãy anh mà nói ha. Dạ. Ok, qua đây. Rồi mời Hà Phương vô. Trời ơi. Đây mặt vào đây. Thấy là em đói bụng. Đây. Anh nhớ những buổi mà mình đi quay á. Đồ ăn nữa. Đồ ăn đoàn phim đúng không? Dạ đúng rồi anh. Ăn cơm đoàn phim thì em hiểu rồi đó. Cũng hợp. Đúng rồi. Nhưng mà em nhớ là có những lúc em đi ăn
cũng có cái cô nấu á, là cũng có mấy đồ ăn này nè. Cô nấu là đoàn sang rồi đấy em. Tại em làm bên anh Minh á, hầu như có cái cô đi nấu. À dạ, Minh anh gọi là chăm sóc nghệ sĩ tốt chứ. Bên Kim Lợi á. Ủa ngày xưa em có đi học múa, học hát về kia không? À, em cũng có học mấy cái điệu múa dân gian, rồi xong em học về vũ đạo của cải lương. Ui, học vũ đạo nữa hả? Đi học tí tí. Ủa ca nhạc mà vũ đạo như chi? Không, em học cải lương nữa, em có đi học cải lương nữa mà. Em học cải lương trước khi học ca nhạc. À, thầy dạy vũ đạo em là ai? Thầy Bạch Long. Cái thời đó là Vũ Luân. Lúc mà em học ca cổ bên thầy Út Trọn. Vũ Luân hồi xưa tên là Bình. Là lúc đó tụi em có học chung. Mà em còn nhớ là lúc học đó là thầy á, lại thầy chấm em với Vũ Luân nhất. Là giống như là thầy nói là có chuyển vọng. Sau đó là thầy có xin ba mẹ em cho em đi cải lương, mà ba mẹ em nói thôi nó còn nhỏ nên cũng chưa có muốn. Rồi em cũng đi học vũ đạo của thầy Bạch Long. Lúc đó là Bình qua bên đó. Lúc đó em không biết, người ta nói Vũ Luân mà em không biết là ai. Sau này em mới biết là Bình là Vũ Luân. Tại vì lúc đó là Bình hát giống với anh Vũ Linh. Vũ Linh. Dạ. Ủa, thầy Bạch Long dạy có la em không? Không, thầy Bạch Long dễ thương lắm. Dễ thương. Dạ. Bây giờ em lấy cái nón em che mặt lại đi. Hả? Để em làm lấy gì? Lấy nón che mặt lại đi. Để làm gì? Trong vòng khoảng độ đếm khoảng 1 phút 30 giây gì đó, anh sẽ cho em gặp một trong những thầy của em mà ngày xưa đã từng dạy em. Em đếm tới 10 đi. Em mở ra coi thầy nào đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh my god. Yeah. Trời ơi. Mấy chục năm rồi thầy khỏe. Thầy khỏe. Dạ. Trời ơi. Không ngờ. Mới vừa nói anh Quyền Linh là cái thời đó là Bình là đổi thành Vũ Luân. Lúc đó là em cũng không biết là Vũ Luân là ai nhỉ. Lúc sau em biết là Bình. Hồi xưa là em, tụi em có học ca cổ chung. Hồi nãy nói thầy Bạch Long dạy vũ đạo đánh em quá trời luôn. Không có. Em nói thầy dễ thương nè. Trời ơi, cưng muốn chết luôn, đánh cái gì. Thầy dễ thương. Cưng lắm hả? Dạ. Ừ. Tới bây giờ đó, thầy dạy học đó nha. Dạ. Thì lớp trẻ giờ mà thầy đều nhắc tới em. Ồ, cảm ơn thầy. Cái sự tôn sư trong đạo á. Dạ. Hay lắm người Linh. Tại vì Bạch Long không ngờ là một cô ca sĩ trẻ. Lúc đó đang nổi tiếng mưa bụi nha. Đi hát, Hà Vương vô trước rồi. Cái lúc đó anh đi tấu hài. Thì anh đi tấu hài với anh Ba Quốc hay sao đó. Cái anh mới vô. Anh vô cái tự nhiên Hà Vương đang ngồi ghế. Cái Hà Vương đứng dậy. Em mời thầy ngồi. Cái anh ngạc nhiên. Anh nói, ê nói ngày xưa anh đâu có dạy em hát bao giờ đâu mà thì em kêu anh bằng thầy. Cái Hà Vương nói là trời ơi thầy quên em rồi. Hồi đó bên quận 4 đường Nguyễn Thái Bình á. Đúng rồi. Ừ, dạy em quá đường Nguyễn Thái Bình á. Thầy dạy em hát. Hát cải lương tuồng cổ. Mà mỗi lần dạy vũ đạo nữa. Mà mỗi lần thầy kêu em lên hát diễn Bùi Thị Xuân á, cái em đứng em cười em gãi đầu à. Cái thầy là thầy la. Ủa đúng vậy, Bùi Thị Xuân hả? Ừ. Hơi dữ luôn. Dạ. Em nhớ mấy cái động tác vậy nè. Múa vậy nè em còn nhớ. Đúng rồi, đó, đúng rồi. Cái đó bộ đạo. Đó, em nhớ chứ bộ. Đúng rồi, còn nhớ. Cái lúc anh Long mới nhớ. Ồ, thì ra cái cô bé đó là em hả? Còn lúc đó nó học mấy tuổi rồi, lúc đó em học nó mấy tuổi? Đó em học, để coi, mười mấy tuổi hả? Mười mấy tuổi. Thầy nghĩ vậy hả? Còn nhỏ mà. Còn nhỏ lắm, bảy giờ sau này thành ca sĩ. Mà ca sĩ ngôi sao nữa, làm sao mà anh nhận ra. Đúng rồi, anh nhận ra thiệt. Lúc đó có giọng ca tốt nha. Em mê cải lương. Em mê cái lương trước ca nhạc mà. Trời ơi, đó nhà đóng tuồng tùm lum hết á. Mà cô này giọng ca cải lương á, nó có cái âm vực tựa tựa như chị Lệ Thủy vậy đó. Trời ơi, công nhận thầy nhớ thầy thiệt luôn á, đúng rồi đó. Thầy bởi vậy đó, đúng rồi. Mỗi lần mà kêu lên là thầy kêu, anh kêu thị phạm trước à. Có nhớ cái đoạn nào ha, một cái đoạn nào thử coi, hát câu giống Lệ Thủy coi. Trời ơi. Nhưng anh ơi, bạn bè trang lứa của chúng ta, lá thắm đã trao chị hồng đã nôi, mà vẫn không sao đẹp mối duyên lành. Cái âm có cái âm nhắn gì lại vậy không? Mỗi lần mà khi thị phạm là thầy đấy. Lên thì mà thấy tật lên thì đứng cười rồi. Gãy đầu hả? À? Đứng gãy đầu cười. Lên nó khó lắm. Nít mà lên đứng gãy đầu rồi đấy. Tôi kêu lên là thầy kêu lên là hát Bùi Thị Xuân chứ ngoài hát đệ thi mà đứng nó gãi hoài. Mấy chục năm rồi ha. Đến ngày nay Hà Phương đã thành danh, thành công, trở về Việt Nam.
gặp thầy Bạch Long. Wow, oh my god. Vẫn nhớ thầy Bạch Long, những ký ức đó. Chắc chắn rằng thầy Bạch Long cũng rất tự hào khi có một trong những cô học trò như Hà Phương thế này. Dạ. Vui lắm em, vui lắm, hạnh phúc. Dạ. Cái đó không gì hạnh phúc bằng cái người thầy mà đào tạo ra học trò. Nhưng mà khi họ nổi danh nổi tiếng mà họ còn nhớ tới mình thì mình rất là hạnh phúc. Dạ. Gần 30 năm rồi hả? Dạ, gần 30 năm. Vậy thì khoảng 30 năm nữa đó, Hà Phương ngồi đâu nhớ nhắc anh nha. Ngồi ăn cơm với Huyền Linh cách đây 30 năm. Chắc chắn. Cảm ơn Bạch Long rất nhiều. Bây giờ thôi mời anh bữa cơm này. Yeah. Coi như thầy trò tao ngộ đi ha. Mời. Xin mời, xin mời. Mời. Ai, ăn đi em, anh Long. Em về Việt Nam em ăn mấy cái này em thích hơn á. Em cũng cảm ơn anh Huyền Linh đã cho em rất là bất ngờ em gặp lại thầy Bạch Long. Và em cảm ơn thầy Bạch Long đã đến tham gia trong cái buổi chương trình du hành ký ức và để đến gặp người học trò này. À, mời mọi người. Em mời thầy, em mời. Đây là không ăn cũng no mà. Thật ra trong cuộc đời mình không có ký ức là mình không có niềm vui đâu. Ký ức nó quan trọng lắm. Thưa quý vị, hãy cùng với chúng tôi du hành ký ức. Hãy trở về với những cái dòng ký ức của mình để chúng ta có thật là nhiều niềm vui. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại.